Xin chào tất cả các bạn đã đến với chương trình chia sẻ ước mơ du học Mỹ cùng với công ty tư vấn du học hàng đầu Việt Nam, công ty Tân Đại Dương. Trong chương trình ngày hôm nay chúng ta sẽ có một cuộc trò chuyện với bạn Nguyễn Tuấn Kiệt để cùng nghe bạn chia sẻ về những kinh nghiệm khi tham gia phỏng vấn với lãnh sự quán Mỹ để được cấp visa du học thì như thế nào. Chị xin chào Kiệt. Xin chào chị. Kiệt có thể giới thiệu sơ nét về bản thân em cho tất cả các bạn được rõ không? Em tên là Nguyễn Tuấn Kiệt, năm nay em 21 tuổi. Em ước muốn đi du học Mỹ từ lâu nên em đã đăng ký khóa học Anh văn từ trước đó. Kiệt cho chị hỏi là qua bên Mỹ thì mình sẽ học cái chương trình gì em ha? Qua bên Mỹ em chọn ngành công nghệ thông tin để học. Mình đã chọn được cái trường nào em? Em đã chọn trường Santa Ana. Santa Ana. Em thích công nghệ thông tin lắm hay sao mà mình lại chọn trường ngành công nghệ thông tin mà mình không phải làm cái ngành quản trị kinh doanh hay là kinh doanh quốc tế như những bạn khác? Thứ nhất là em rất thích ngành công nghệ thông tin. Thứ hai là ngành này có thể hỗ trợ cho doanh nghiệp của ba mẹ em. Em quyết định chọn học ngành này. Rồi tại sao mình lại chọn cái trường Santa để mình học? Tại vì trường đó là ở gần nhà người thân em và trường nằm tại tiểu bang Cali nên có khí hậu thích hợp với em. Mình đã có cái định hướng gì mà sau khi mình tốt nghiệp mình sẽ làm gì chưa? Em dự định sang Mỹ là sẽ học Anh văn 1 năm, sau đó sẽ tiếp tục 2 năm cao đẳng và 2 năm đại học. Và em sẽ quay về Việt Nam để hỗ trợ gia đình. Mình có ý định là mình sẽ học cao hơn là lên thạc sĩ không? Em chưa nghĩ tới điều đó. Rồi làm sao em biết tới dịch vụ của Tân Đại Dương để mà em tìm tới với chúng tôi ha? Trước đây là anh em cũng từng tư ứng ở Tân Đại Dương, cũng đăng ký làm hồ sơ và cũng đạt được visa để đi du học Mỹ. Và anh em giới thiệu cho em đến đây. Trong quá trình làm hồ sơ á, thì em có gặp những cái trở nào khó khăn gì hay không? Trong quá trình làm hồ sơ thì em không có gặp khó khăn, nhưng mà về những buổi học phỏng vấn thì do em quá nhiều, bận quá nhiều nên em chỉ có thể đến được có 1-2 buổi. Nghĩa là do mình không tham gia được là những cái buổi học phỏng vấn với công ty nhiều. Rồi vậy thì cho chị hỏi là do mình không tham gia được những cái buổi phỏng vấn, học phỏng vấn với công ty á, thì cái cảm giác của em khi như thế nào khi mà mình tham gia phỏng vấn trực tiếp với lãnh sự quán Mỹ? Em rất là một chút sợ và hồi hộp. Sợ và hồi hộp. Nhưng bây giờ mình đã hết hồi hộp và cũng như hết sợ rồi ha. Rồi em có cảm nhận như thế nào về Tân Đại Dương? Tân Đại Dương là một công ty có chất lượng rất tốt. Trong quá trình làm hồ sơ đã rất là ân cần chỉ bảo tận tình cho em. Và những ngày cuối trước khi em đi phỏng vấn thì mọi người cũng đã biết là em không có đi được học phỏng vấn nhiều nên đã hỗ trợ em hết mình. Chị cảm ơn những cái chia sẻ của Kiệt, những cái chia sẻ của bạn tuy là ngắn thôi nhưng mà rất là giúp ích cho những cái bạn mà có ý định đi du học giống như em. Và xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn.